Võ công của hai cao thủ võ lâm này khiến nhiều người phải kinh ngạc. Hoàng Sam nữ tử, Kim Dung đã xây dựng hình tượng nàng Hoàng Sam nữ tử phong thái hơn người, võ nghệ cao cường. Trong nguyên tác Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, Hoàng Sam nữ tử chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai lần nhưng lại được giới võ lâm ngưỡng mộ hơn cả. Phong thái yểu điệu, dung mạo mỹ miều, chỉ là sắc mặt quá mức xanh xao, dường như không có chút hồng hào nào. Ngay lập tức, người đọc liên tưởng đến hình tượng thần tiên của nàng tiểu long nữ, người có khuôn mặt đẹp thoát tục. Bang chủ cái bang Sử Hỏa Long bị Thành Côn và Trần Hữu Lượng hãm hại, con gái ông Sử Hồng Thạch chạy nạn vô tình được Hoàng Sam nữ tử hết lòng giúp đỡ. Nàng mang theo đà cầu bồng, đến tận nơi vạch mặt gian tế, hóa giải cuộc nội chiến của cái bang. Lần thứ hai nàng ấy xuất hiện là trong Đồ Sư Đại Hội, trận đánh với Tam Tăng giải cứu Tả Tốn. Nàng còn công khai vạch trần tội ác của Chu Chỉ Nhược từ khi ở trên Linh Xà Đảo và hai lần ngăn chặn Chỉ Nhược âm mưu ám sát Tả Tốn. Hoàng Sam nữ tử dùng cửu âm thần trảo khắc chế cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược. Hai loại võ công này vốn dĩ là một, nhưng bên như thần tiên, bên như quỷ mị đều do căn cơ của mỗi người quyết định. Nàng cũng chính là người tiết lộ bí mật của Đồ Long Đao Ỷ Thiên Kiếm, võ lâm chí tôn hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ hai lần xuất hiện trong phim, nhưng dấu ấn về Hoàng Sam nữ tử không hề thua kém bất cứ nhân vật chính nào. Đáp lại những nghi vấn về thân phận của mình, Hoàng Sam nữ tử chỉ nói, Trung Nam Sơn Hậu hoặc Tử Nhân Mộ Thần Điêu Hiệp Lữ tuyệt tích giang hồ. Dịch là, sau núi Trung Nam, nơi ngôi mộ có người sống, đôi Thần Điêu Hiệp Lữ, xa trốn giang hồ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về xuất thân của nàng thuộc phái cổ mộ, hậu duệ Thần Điêu Đại Hiệp. Vô danh thần tăng, vô danh thần tăng trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung được miêu tả khá đặc biệt. Ông là một vị sư quét chùa, mặc tăng bào màu xám, địa vị thuộc hàng thấp kém nhất trong Thiếu Lâm Tự. Nhưng ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình thường ấy lại là một đại cao thủ đích thực, thậm chí vượt qua phạm trù võ công trong truyện. Trong truyện, không ai nhận ra sự xuất hiện của vị thần tăng này, thậm chí Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự cũng không biết tên. Chỉ biết rằng ông phục vụ ở địa vị thấp nhất, quét chùa, làm việc tạp vụ, chỉ cạo đầu mà không bái sư, không truyền võ công, không tu thiền định. Cừu Ma Chí muốn dùng chiêu vô tướng kiếm chỉ để đánh lén ông. Vị vô danh thần tăng chỉ cần nhìn qua là biết được loại võ công mà Cừu Ma Chí, một cao thủ trong Thiên Long Bát Bộ dùng là gì. Ông vẫn coi như không, chẳng cần động thủ, tự khắc chiêu pháp của Cừu Ma Chí bị chặn đứng lại và chỉ cần một cái phẩy tay, ông đã khiến cho Cừu Ma Chí bị thương, vội bỏ chạy. Võ công của ông mạnh tới mức có thể làm được những việc không tưởng. Chỉ với một trường đã đánh gục Mộ Dung Bác và thêm một trường khiến Tiêu Viễn Sơn hồn lìa khỏi xác. Sau đó, chính lão tăng này đã đưa họ trở lại nhân gian. Thậm chí, dù bị Kiều Phong dùng Hàng Long Thập Bát Trường đánh trúng, lão tăng này cũng chỉ bị đẩy lùi vài bước. Dù chỉ là người quét dọn tàng kinh các suốt mấy chục năm, nhưng vô danh thần tăng lại là người có võ công cao nhất trong Thiên Long Bát Bộ,